Anh chị em thân mến, nhiều người khi nghe bài tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe thì cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Tại sao Chúa Giêsu lại có một cái thái độ cực đoan và có thể nói là hung dữ như thế? Chúng ta mỗi người đều có một cái nghề chúng ta làm ăn và tâm trí mọi sự của chúng ta đều tập trung vào cái hoạt động làm ăn của chúng ta. Bây giờ có ai đó đến mà ngăn cản hoặc là thậm chí dùng bạo lực để mà xua đuổi hoặc là làm gián đoạn cái công việc làm ăn của chúng ta thì chúng ta bất mãn lắm. Thế mà cái người đã gây ra cái bạo lực đó lại chính là Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa tích cực thì chúng ta thấy không phải bỗng dưng mà Chúa Giêsu có một cái thái độ cứng cỏi, nghiêm khắc như vậy. Đối với một người Do Thái, đền thờ là cái nơi cao trọng nhất. Đạo Do Thái gọi là độc thần, có nghĩa là chỉ tôn thờ một đấng tối cao mà thôi. Cho nên trên cái đầu của mỗi một người Do Thái, người ta đội một cái mũ gọi là mũ sọ, bởi vì người ta quan niệm rằng cái nơi cao nhất, linh thiêng nhất, chỉ huy cái cơ thể và cuộc sống con người là cái bộ não, chỗ đó dành riêng cho Chúa. Cho nên họ đội cái mũ đó lên để cho mọi người hiểu là họ dành cho Chúa cái sự tôn kính tối cao. Rồi khi dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon thời tiên tri Gia-ia, hằng ngày họ ra cái bờ sông Babylon nơi đất khách quê người, họ nhớ về cái đền thờ của Jerusalem và họ sa nước mắt trên bờ sông Babylon. Chúng tôi ngồi, chúng tôi thương nhớ Sion và chúng tôi khóc. Chúa Giêsu cũng là một người Do Thái, cho nên đương nhiên Ngài cũng có cái não trạng và cái tư duy tôn kính đền thờ như thế. Vì vậy mà xem ra Ngài có vẻ cứng cỏi và nghiêm khắc trong cái phản ứng của Ngài đối với những người đang buôn bán trong đền thờ. Chúa bảo vệ một cách triệt để rằng nhà Chúa phải là nơi không có tội lỗi, không có ghen tuông, không có lợi nhuận, không có tranh chấp, không có mưu mô. Nhà thờ của Chúa là cái nơi mà người ta phải có tấm lòng thanh sạch hơn bất kỳ ở đâu. Chúng ta có thể hiểu được phần nào tại sao Chúa đã hành xử như thế. Nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy được cái điều này. Lịch sử luôn luôn là một cái diễn đài để lúc thì đoàn tụ, lúc thì chia ly, hay nói theo kiểu bình dân, lịch sử là hợp rồi tan. Chúa Giêsu, Thiên Chúa Giê-hô-va đã đặt Adam Eva vườn địa đàng để cho họ hạnh phúc, nhưng mà họ ngỗ nghịch cùng Thiên Chúa, hợp tại vườn địa đàng, rồi vì tội lỗi họ phải ly tán. Con của Adam Eva là Cain và Abel, chỉ có hai anh em tôi hợp nhau ở trong gia đình Adam Eva, bố mẹ, rồi sau đó chém giết nhau và chia tay. Tháp Babel là cái nơi mà con người muốn thể hiện cái tài năng trí tuệ của mình. Họ đã không hiểu được nhau vì Chúa trừng phạt cái tội kiêu ngạo của họ. Tập họp lại để xây dựng một công trình trọng trời, để rồi sau đó đành phải chia tay nhau vì không hiểu nhau nữa. Và ngay trong cái thế giới chúng ta đang sống bây giờ đây, các cường quốc nay thì nước nọ, mai thì nước kia, giành giật cái địa vị siêu cường của mình. Trong những ngày qua thì chúng ta thấy ngoài cái cuộc chiến Nga-Ukraine có thêm cái cuộc chiến vừa mới và có nguy cơ sẽ bùng nổ lớn ra tại cái thành phố Niger, thủ đô của nước Nigeria.
Rồi ông Biden, Tổng thống của nước Mỹ, bảo rằng tôi phải cắt một phần viện trợ cho Ukraine để tôi tiếp tế vũ khí cho Đài Loan. Và thế giới là nóng lên, càng ngày càng nóng lên. Con người có cái xu hướng chia rẽ nhau, đền thờ là cái nơi quy tụ. Vậy cho nên chúng ta thấy qua bài đọc thứ nhất, dân Do Thái dưới thời từ tư tế Ezra xa nước mắt vì được nghe lời Chúa. Lời Chúa là một lời đáng kính trọng, đáng tôn thờ, đáng noi theo. Cho nên không phải ở chỗ nào nghe lời Chúa họ mới cảm thấy vui mừng, mà chỉ có ở trong nhà Chúa. Cho nên chúng ta hãy tưởng tượng rằng cả nhà thờ khóc vì cảm động, chỉ vì họ được nghe lời Chúa mà thôi. Lịch sử của giáo xứ Cửa Việt, theo như bài phát biểu của cha quản xứ Du Sa trước khi chúng ta cử hành lễ, là lịch sử của cái sự phân tán. Chúng ta ở tại Cửa Việt, rất gần sông Bến Hải, vùng Thạch Hãn. Đây là nơi năm 1954 tại Geneva, các cường quốc trên thế giới đã chia đôi Việt Nam thành hai miền, miền Bắc xã hội chủ nghĩa, miền Nam là quốc gia. Phân tán. Rồi chẳng những phân tán trên cái phương diện chính trị, phe phái, tư duy, ý thức hệ, mà ảnh hưởng của nó đã làm cho dân Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, các tỉnh miền Trung ly tán nhau. Đã có lúc khoảng 6 giáo họ đã sinh hoạt tại đây. Rồi từ năm 1900 đã có cha xứ điều khiển cái khu vực này. Rồi nay cuộc chiến nọ, mai cuộc chiến kia, lòng người bị phân tán, chia cách đau thương, mỗi người một phương trời. Kẻ thì vào miền Nam, người thì về các tỉnh nhé, miền Trung. Rồi thậm chí sau năm 1975 có những người vượt Thái Bình Dương để sang bên kia đi tị nạn. Chiến tranh, phân tán, chia ly, rồi chia ly. Ngày hôm nay quả là ngày bao nhiêu thế hệ trước đã đau thương vì chiến tranh, vì loạn lạc, hôm nay được thấy cái ý nghĩa của ngôi nhà thờ này. Ngôi nhà thờ này là cái ước mơ của tất cả những người đã chịu đau khổ về chia ly. Cho nên ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta ngồi ở đây, chúng ta vui mừng vì chúng ta có một cái công trình mới, không phải là cái công trình đẹp, tốt, đẳng cấp về vật chất mà thôi, nhưng mà nó là cái kết tụ của ước mơ bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ đi trước chúng ta. Và đó mới thật sự là cái điều đáng trân trọng. Nếu một lúc nào đó chúng ta đã phải đành phải chia tay nhau vì cái người Việt Nam không thể thống nhất với nhau bằng tinh thần được, vì các cái cường quốc dày xéo và phân tán người Việt Nam, thì ngày hôm nay nếu chúng ta tập trung lại cái nhà thờ này mà về lâu về dài chúng ta sinh hoạt tại đây, chúng ta có được cái sự thống nhất như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai ngày hôm nay. Có Đức Kitô và các môn đệ làm nền tảng. Chúng ta chỉ có một nguồn gốc, chúng ta chỉ có một mối, chúng ta chỉ có một mục đích. Chúng ta chỉ có một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa tình yêu mà thôi. Cho nên nghĩ cho cùng tất cả những cái phân tán quá khứ giờ đây nó trở thành cái hội tụ của cái ơn hiệp nhất. Và đó là cái ý nghĩa kỳ diệu của ngôi nhà thờ Cửa Việt này. Chúng ta chúc mừng tất cả những ai thế hệ nọ hay thế hệ kia đã từng hướng về mà mơ ước ngày hôm nay. Chúng ta chia vui với cha xứ là cái nhân vật đỉnh điểm đã tập trung được tất cả những cái yếu tố đau thương trong quá khứ vào trong cái công trình mới này. Chúng ta ghi ơn tất cả những ai cách nọ cách kia đã giúp đỡ giáo xứ Cửa Việt có được ngày hôm nay. Chúng ta cảm ơn các vị ân nhân. Nghe cha xứ nói là người tại chỗ mà thôi,
người cửa Việt ở hải ngoại và trong tại giáo xứ này đóng góp được trên 6 tỷ cho cái nhà thờ này. Và thậm chí tôi cũng nghe nói là có những nhà gia đình ân nhân ở bên Lương cũng đồng hành sát cánh với cha xứ và gia đình giáo xứ cửa Việt để tạo ra cái công trình nhà thờ cửa Việt này. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay là cái ngày tràn ngập hồng ân, tràn ngập những kỷ niệm trước đây đau khổ bây giờ trở thành niềm vui. Chúng ta xin Chúa nhận lời tạ ơn của chúng ta và chúng ta cầu chúc giáo xứ kẻ Việt kể từ ngày hôm nay, sau khi đã hoàn thành được ngôi nhà vật chất, sẽ xây dựng, kiến tạo và hoàn thành cũng như chiến đấu cho ý nghĩa thiêng liêng của ngôi nhà thờ cửa Việt này. Amen.